Thượng Thanh Phong, Đại Điện Côn Luân. Phong Trần Đạo Nhân đã đổi sang một thân quần áo khác, nét mặt so với khi trên sân thi đấu thì càng hiền lộ uy nghiêm. Hai bên trái phải của ông là các trưởng lão của các phòng Côn Luân, bốn vị tông chủ còn lại thì ngồi ở bên dưới. Các đệ tử có mặt trong nghị sự đường ở Huy Thành lúc ấy lục tục đến nơi, tất cả đều phải chờ ở bên ngoài, sau khi tề tụ đông đủ mới được phép tiến vào. Các đệ tử đều gồng thẳng sống lưng, chống lại uy áp bước vào trong điện. Duy chỉ riêng du phục thời vẫn giữ nguyên bộ dáng biếng nhác, dựa cả người vào Diệp Tố Tố, hắn cực kỳ buồn ngủ, chỉ muốn nhanh nhanh được về phòng nghỉ ngơi. Diệp Tố Tố cảm thấy cơn buồn ngủ của tiểu sư đệ đến quá chóng vánh, nàng nghi ngờ đạo sát ý cuối cùng của quan hộ thành đã làm hắn bị thương, nàng quay đầu lại nói với Du Phục Thời. Chờ hỏi xong chuyện là có thể lập tức trở về. Giữa các đệ tử đang cùng mình chống lại uy áp, động tác nhỏ của hai người nổi bật cực điểm, hoặc có thể nói chướng mắt cực điểm. Lão nhân tóc nâu, một trường lão của cô Luân đứng ở gần đó thấy vậy thì cười lạnh một tiếng, ông ta cực kỳ bất mãn với Diệp Tố Tố và Du Phục Thời, ở trên sân thi đấu suốt ngày to nhỏ thì chớ, hiện giờ vào đến đại diện vẫn cứ trầu đầu ghé tai. Nghe nói trong huy thành có ma chủ, thanh âm của phong trần đạo nhân truyền đến từ phía trên, không giận tự uy, truyền vào trong tai các đệ tử ẩn ẩn gây ra đau đớn, đây chính là cảnh giới chân chính không chút nào thu liễm của tông chủ Côn Luân, chỉ với mỗi âm thanh nói chuyện cũng đã có thể khiến những người có tu vi thấp bị thương. Ai trong các đệ tử đứng ra nói rõ ràng, lục trầm hàn đứng ở hàng đầu tiên trong số các đệ tử hạ mi mắt không biết đang suy nghĩ cái gì nếu đã như vậy thì mời phật tử nói một chút về sự việc đã phát sinh trong đó ánh mắt của phong trần đạo nhân dừng trên người cốc lương thiên đang đứng ở một góc khác của đội ngũ cốc lương thiên ngẩng đầu trăm tên ma vật trong huy thành chỉ là manh mối giả do ma chủ làm ra việc huy thành bị đầu sát trong một đêm hung thủ chỉ có một mình bà ta Tuy rằng năm đại tông chủ đã có chuẩn bị tâm lý nhưng khi chính tai nghe thấy những lời này thì vẫn khiếp sợ không thôi. Các ngươi làm sao phát hiện ra bà ta là ma chủ, tông chủ ngũ hành tông bất chấp linh phủ bị hao tổn mà lưu lại đại điện, nhìn chăm chăm cốc đương thiên vội vã hỏi. Bà ta thả ra 98 tia thần thức trong trận pháp nghịch truyền giả là ma vật, đến cuối cùng khi mọi người tìm kiếm hai ma vật còn lại thì dẫn dắt mọi người nghĩ rằng thành chủ và thành chủ phu nhân là ma vì trên người hai người có ma khí cốc lương thiên vừa lần chẳng hạt trong tay vừa chậm rãi nói tuy nhiên có người phát hiện ra trên người bọn họ có ma khí là do ma trận cảm nhiễm chứ không phải là ma cấp bậc của ma càng cao thì càng giống tu sĩ thiên ma tàn nhẫn thị huyết nhưng ma vật cấp cao hơn lại không có đặc thù rõ ràng như thế đây cũng là lý do vì sao sau khi thành chủ và thành chủ phu nhân bị giết thì mọi người vẫn cho rằng bọn họ là ma những tu sĩ đi vào trước đó nghĩ rằng bọn họ là ma vật cấp bậc cao Sắc mặt của tông chủ Vạn Phật Tông và tông chủ Ngũ Hành Tông cực kỳ khó coi, trong pháp trận mà bọn họ liên thủ thiết lập lại có ma chủ công khai đi vào, còn thả ra 98 tia thần thức xoay biết bao nhóm tu sĩ như đồ ngốc. Ai phát hiện ra thành chủ và thành chủ phu nhân không phải ma, tông chủ Ngô Kiếm phái Chu Kỳ hỏi. Ngoại từ đệ tử Côn Luân thì còn có thể là ai? Tông chủ thượng khuyết tông chật lưỡi một tiếng nói. Ta nhớ rõ một năm trước, đạo nhân đã giao thông ma bàn cho lục trầm hàn, chẳng qua là nhờ pháp bảo mà thôi. Phong Trần đạo nhân phất tay ý bảo Cốc Lương Thiên nói tiếp. Rõ ràng là do mấy người Diệp Tố Tố phát hiện ra, Mã Tòng Thu cúi đầu nói thầm một tiếng. Nhưng mà trong đại điện này, trừ nhóm đệ tử thì tu vi của vị nào cũng cực cao, muốn không nghe thấy lời lầm bầm của hắn cũng khó. Vậy mà lại không phải lục trầm hàn, Tông chủ thượng khuyết tông nhìn về phía Mã Tòng Thu, trong giọng nói có một tia hứng thú không dễ phát hiện. Người nói tỉ mỉ hơn xem nào, diệp tố tố tuy rằng không có thông ma bản nhưng nàng ấy phát hiện ra huyết đàm và pháp trận ở mai viên có vấn đề mã tòng thu thấy mấy vị tông chủ đều nhìn mình vẫn ngược ngẩng đầu nói ma trận nếu dùng máu trong huyết đàm vẽ ra thì có thể khiến người khác bị xính lên ma khí thành chủ và thành chủ phu nhân căn bản là bị hãm hại lúc ấy chúng đệ tử đều ngây ngần cả người sau đó lại chính diệp tố tố phát hiện ra quan hộ thành còn chưa biến mất chúng ta mới biết được quan hộ thành có vấn đề khi đêm dân trong thành bị tàn sát bắt đầu Từng người sẽ biến mất đúng theo thứ tự họ đã chết 20 năm trước. Lúc trước năm Đại Tông đã dựa vào tình hình như vậy mà suy đoán nếu không tìm ra hết tất cả ma vật thì cuối cùng số ma vật dư lại sẽ quay sang giết những người tiến vào pháp trận. Cho nên lần nào mọi người đi vào cũng đều nóng lòng muốn tìm ra hết số ma vật càng nhanh càng tốt và xem nhẹ những dấu hiệu bấu chốt. Tông chủ ngô kiếm phánh ngửa đầu nhìn lên trên nóc của Đại Điện, không muốn nhìn thêm giây phút nào bộ sáng kiêu ngạo của đệ tử nhà mình. Ai không biết còn tưởng rằng là do nó phát hiện ra đấy. Mất mặt nếu nói như vậy quan hộ thành trong trận pháp là ma chủ giả mạo tông chủ hợp hoan tông hỏi vậy mấy đứa làm sao có thể chạy ra được không phải giả mạo diệp tố tố lên tiếng từ lúc bắt đầu bà ấy chính là quan hộ thành lời này có ý gì cả năm đại tông chủ được khó hiểu diệp tố tố nhìn về phía phong trần đạo nhân đang đứng trên chỗ cao nhất của đại điện người hai mươi năm trước trong một đêm tàn sát hết dân trong thành chính là quan hộ thành trong vòng 20 năm qua người ở trong pháp trận nghịch chuyển giết người cũng chính là bà ta, hoặc là nói cách khác, vị chấp sự của Côn Luân năm đó lưu lại Huy Thành làm quan hộ Thành vẫn luôn là ma chủ. Lời này nói ra như thả xuống một quả bom, khiến cho toàn bộ mọi người trong điện đều chinh lăng. Tiểu hữu là đang nói tên ma chủ đó đã từng ở Côn Luân. Ánh mắt phong trần đạo nhân nhìn Diệp Tố Tố để sắc bén nhưng ngựa khí vẫn trước sau ôn hòa không nổi. Là chính miệng ma chủ nói như vậy, Diệp Tố Tố cố gắng đỡ lấy uy áp mỉm cười. Chi tiết cụ thể hẳn là cô Luân sẽ biết rõ hơn ai hết. Sau một lát, phong trần đạo nhân khẽ gật đầu. Việc này cô Luân sẽ tiến hành điều tra, bất quá các người làm sao có thể chạy ra được, mà chủ bị phát hiện còn thả các người rời đi sao. Trong trận còn có một người, là đệ đệ của thành chủ phu nhân, hắn đã ngăn cản ma chủ, Diệp Tố Tố nói. Hắn đã làm một giao dịch với bà ta để thả chúng ta rời đi. Đệ đệ của thành chủ phu nhân tông chủ ngũ hành tông như nhớ ra gì đó. Là người bệnh tật quấn thân ở trong phủ đó, hắn đã dùng cái gì để giao dịch với ma chủ? Hắn bất quá chỉ là một phàm nhân mà thôi. Linh lung cốt, khi Diệp Tố Tố nói lời này nàng không bỏ sót bất cứ biểu tình nào của nam đại tông chủ, mặc dù bọn họ không chế cực tốt nhưng trong nháy mắt ai cũng có chút biến đổi, hiển nhiên là bọn họ biết về linh lung cốt. Thì ra là thế, thì ra là thế, tông chủ ngũ hành tông lầm bầm. Thế mà lại là linh lung cốt. Các đệ tử ở bên dưới không một ai biết gì về linh lung cốt, chưa từng nghe nói qua. Đạo nhân, linh lung cốt là cái gì? Lục trầm hàn vớt cuộc mở miệng hỏi. Linh lung cốt. Phong trần đạo nhân tựa hồ đang tìm từ thích hợp, ngừng một lát mới nói tiếp. Trong sáng thiên nhiên, đều thiên đạo chiếu cố, tiến dài vô lôi kiếp, sao thần vẫn kỳ một vạn năm có xuất hiện một tán tu, trời sinh linh lung cốt, mới đến trăm tuổi đã độ kiếp. Thật sự có người trăm tuổi độ kiếp, vì đã chịu ma âm tẩy não của hạ nhĩ quá nhiều khi nghe được lời này mã tòng thu lặng lẽ liếc nhìn diệp tố tố bên cạnh trước giờ chúng đệ tử chưa bao giờ nghe qua lục trầm hà nói người nọ tiến giai quá mức nghịch thiên vì đề phòng đạo tâm của các tu sĩ tu trần giới dao động các đại thông chủ đã phong tỏa tin tức nói đoạn phong trần đạo nhân bỗng nhiên chụp tay lên thành ghế một luồng linh lực cuồn cuộn lan ra ngữ khí tức giận nói linh lùng cốt có thể tu được bất kỳ đạo nào ma chủ kia nhất định là vì thèm muốn linh lung cốt nên mới sinh ra ma tâm mới động tay động chân trong pháp trận nghịch truyền không biết đó là ma chủ nào tông chủ ngô kiếm phái nói linh lung cốt rơi vào tay ma giới sợ là sẽ có biến ma giới mơ ước linh khí của tu chân giới đã mấy vạn năm sau khi có được linh lung cốt thế tất sẽ nhiều thêm một nguồn trợ lực không nhỏ tông chủ vạn phật tông chuyển động tràng hạt thắp giọng niệm một câu gì sau đó nói đệ tử các tông phải nhanh chóng tăng cao năng lực, không thể để ma giới có cơ hội thừa nước đục thả câu. Chuyện này không được nói với bất kỳ người nào khác, ngay cả tu sĩ dự thi khác cũng không được, phong trần đạo nhân nhìn chúng đệ tử bên dưới. Được rồi tất cả quay về đi, chuẩn bị cho vòng thi đấu tiếp theo. Các đệ tử có mặt ở nghị sự đường lúc đó phần lớn đều là người của Nam Đại Tông, sau khi ra khỏi Đại Điện Côn Luân thì đều đi theo tông chủ của bồn tông trở về. Chỉ có bốn người thiên cơ môn, cùng với Ninh Thiền Giao và Giàn Hồ là không có trưởng bối để theo. Ninh Thiền Giao nhìn bốn người đang đi cùng với nhau ở đằng trước, do dự một lát, bước tới. Đại sư Tỷ, Tỷ còn đang giận Thiền Giao sao? Ta, Diệp Tố Tố ngạc nhiên quay đầu lại, khi ở Huy Thành tuy bọn họ cùng có mặt trong phủ thành chủ nhưng cũng chưa bao giờ nói chuyện với nhau câu nào. Chuyện dùng thân phận vô danh tông báo danh, chờ sau khi trở về muội nhất định sẽ nhận sai với trưởng môn. Ninh Thiền Giao lại gần Diệp Tố Tố hơn trước nữa, kéo lấy tay áo của nàng lắc lắc, ra bộ làm núng. Đại sư tỷ, tỷ đừng giận nữa nhé. Mỗ tiểu sư đệ nào đó đang đứng ở phía sau nắm quần áo của đại sư tỷ thấy vậy thì đột nhiên tiến lên vung tay áo, hất tay của Ninh Thiển giao ra, từ đầu tới cuối hắn không nói lời nào, vung tay xong hắn lại quay về vị trí cũ đứng dựa lên người Diệp Tố Tố. Diệp Tố Tố quay đầu, tầm mắt dừng ở cánh tay của vị tiểu sư đệ nào đó vẫn đang dùng ống tay áo bọc kín mít lại, trong lòng không hiểu sao cảm thấy buồn cười. Ta không giận, Diệp Tố Tố nhìn Ninh Thiền Giao nói. Đồng môn chi gian luận bàn mà thôi, tiểu sư muội cũng không cần để ở trong lòng. Thật ư, Ninh Thiền Giao lần này trực tiếp ôm lấy cánh tay của Diệp Tố Tố, muốn cùng đi với nàng, trông như thể hai người cực kỳ thân thiết. Đại sư Tỷ, lúc ở trong pháp trận nghịch chuyển Tỷ thật lợi hại, ma trận đó vậy mà tùy tay là đã có thể vẽ ra được. Diệp Tố Tố hoàn toàn không nghĩ tới Ninh Thiền Giao sẽ. Cố gắng muốn làm thân với nàng như vậy nàng còn chưa kịp rút tay của mình ra thì gót chân bỗng nhiên bị người dẫm một cái diệp tố tố vừa quay đầu lại thì đập vào mắt là gương mặt cực kỳ buồn ngủ của tiểu sư đệ ta không phải cố ý du phục thời rũ mắt người đi quá chậm tiểu sư muội ta thấy muội luyện kiếm cũng không tệ diệp tố tố rút tay lại nói với ninh thiển giao không bằng chúng ta so tốc độ ngược kiếm thế nào ngược kiếm ninh thiển giao ngơ ngác hỏi lại Diệp Tố Tố bảo Du Phục Thời lấy ra khắp huyết kiếm, hai người dẫm lên kiếm, vào một tiếng biết mất trước mắt của mấy người ở đây. Dịch Huyền đứng ở phía sau những mày, quay đầu hỏi Lữ Cửu bên cạnh. Sao không? Lữ Cửu? Ta chỉ mới nguyên anh trung kỳ, ngươi đã là nguyên anh hậu kỳ. Nhưng mà khi nói chuyện nàng đã lấy ra kiếm, giành trước bài đi mất. Dịch Huyền chờ nàng bay được một đoạn rồi mới cúi đầu nói với Trọng Minh Đao. Chúng ta đi. Ninh Thiển Giao đứng ở đó như trời trồng, một lát sau mới cắn răng nói với giản hồ. Chúng ta cũng đi. Đệ tử của các tông còn chưa đi xa, nghe thấy có thanh âm từ đằng xa thì ngẩng đầu lên, liền thấy mấy người thiên cơ môn vèo vèo bay qua. Tinh lực của bọn họ tốt thật đấy, Mai Cửu Nhân ngửa đầu cảm thán. Người thiên cơ môn nhìn thấy có vẻ không quá bình thường. Nhan Hảo nhớ lại cấm địa trong cửa thứ nhất, Diệp tố tố cắt đứt thần thức của chính mình mà mặt không hề nhăn một chút nào, lắc đầu nói người bình thường không thể làm ra loại chuyện này được. Diệp Tố Tố mang theo du phục thời ngự kiếm trở về sân, thành công thoát được tiểu sư muội đột nhiên uống lộn thuốc, Ninh Thiển sao đột nhiên thân cận như vậy làm ra đầu nàng có chút tay dại. Đại sư tỷ, ba vị sư đệ sư muội đang phân loại tài liệu mới trong viện, nghe thấy tiếng động thì đồng loạt quay đầu lại, Tây Ngọc kinh hỉ hô lên. Mọi người ra tới rồi. Minh Lưu Sa đứng dậy. Thông, qua, không, tỷ, đại sư tỷ nhất định là qua hạ nhĩ khẳng định nói diệp tố tố cười nói qua rồi để biết ngay mà hạ nhĩ nói không có chuyện gì mà đại sư tỷ không làm được lúc này dịch huyền cũng đáp xuống sân lữ cửu theo sát đằng sau ta mệt du phục thời nói xong liền xoay người về phòng của mình hắn vừa đóng cửa thì khắp huyết kiếm cũng bị nhốt ở ngoài nó xoay vài vòng lui về sau một chút nhìn bộ dáng như lấy đảo muốn đâm vào phòng Diệp Tố Tố duỗi tay bắt lấy khắp huyết kiếm, ném nó vào trong sân. Ở bên ngoài đợi, khắp huyết kiếm xoay vài vòng, sau đó thật sự không dám xông vào nữa, quỷ khuất đứng ở bên ngoài cửa phòng du phục thời, hồng quang trên thân kiếm cũng ảm đạm đi không ít. Diệp Tố Tố cũng không về phòng nghỉ ngơi ngay mà ngược lại hỏi trong một tháng vừa rồi nhóm Minh Lưu Sa đã làm gì, chạm Kim Tông và Toàn Điền Hành có động tính gì không? Dạo gần đây Toàn Điền Hành giảm giá các loại tài liệu nên hấp dẫn được rất nhiều luyện khí sư, Tây Ngọc tay cầm gương, vừa soi vừa nói. Chẳng qua cũng có rất nhiều tu sĩ đã bắt đầu để ý đến văn đông tài liệu hành. Hoàng nhị tiền đã bán số thú đan lúc trước tỷ giao đồng thời đã thả ra tin tức sẽ bán đấu giá bát kỳ biến. Mọi người đang rất hứng thú về việc này, hắn đã thương lượng với toàn gia anh, chờ đại sư tỷ thi xong vòng 2 sẽ bắt đầu bán đấu giá. Thiên cơ môn thì sao? Diệp Tố Tố hỏi. Có người nào tìm tới muốn đạt đơn luyện pháp khí với chúng ta không? Có, Minh Lưu Sa ngồi bên cạnh nhìn nàng, nghiêm túc trả lời. Hơn nữa còn có rất nhiều người đặt là đằng khác. Có chuyện gì sao? Diệp Tố Tố nhìn thẳng vào mắt của nhị sư đệ hỏi. Quá nhiều người muốn đặt, Minh Lưu Sa lấy ra một chồng giấy. Đây là số người đã liên hệ chúng ta muốn luyện chế pháp khí, đệ đã từ chối phần lớn, chỉ để lại 20 đơn. Hắn vừa nói Diệp Tố Tố cũng liền hiểu rõ. Muốn luyện chế pháp khí cần phải có không ít tài liệu, nếu thiên cơ môn nhận hết số lương này thì cần phải có số lượng tài liệu rất lớn. Trong quá khứ giả dụ Văn Đông không có đủ tài liệu thì thiên cơ môn chỉ cần có linh thạch trong tay là có thể đi sang tài liệu hành khác để mua, thậm chí đến toàn điền hành cũng được. Nhưng hiện tại trước mắt toàn điền hành gần như lũng đoạn nguồn cung tài liệu, bọn họ chắc chắn sẽ không bán cho thiên cơ môn nên nếu nhận đơn mà pháp khí không thể luyện chế ra thì tên tuổi của thiên cơ môn chưa gượng dậy được bao lâu sẽ bị ảnh hưởng. Diệp tố tố lật lật mấy đơn mà Minh Lưu Sa giữ lại, tài liệu yêu cầu đều là loại Văn Đông tài liệu hành có thể cung cấp, phần lớn đều là những tài liệu thường gặp. Pháp khí cơ bản, Diệp Tố Tố trả sớp đơn lại cho Minh Lưu Sa. Có thể làm tốt số pháp khí cơ bản này cũng tốt, phá nguyên môn vẫn có nhân mạch, chờ sau khi bán xong bát kỷ biến tỷ sẽ đưa linh thạch cho hoa nghị tiền để hắn đi gom góp tích chữ tài liệu. Minh Lưu Sa gật đầu. Đại sư tỷ, tỷ về phòng nghỉ ngơi trước đi. Sau khi tông môn đại bỉ kết thúc chúng ta sẽ ra ngoài tự mình tìm tài liệu, Diệp Tố Tố đứng dậy nói với các sư đệ sư muội trong viện. Một cái tài liệu hành mà thôi, không bóp được cổ chúng ta. Có đại sư tỷ ở đây, thiên cơ môn chúng ta nhất định có thể trở lại đỉnh cao, hạ nhĩ không chút do dự nói. Chờ đại sư tỷ trong vòng trăm năm phi thăng thành thần thì tên nào dám chọc đến thiên cơ môn nữa, sợ là nghĩ cách nịnh bợ chúng ta còn không kịp. Diệp tố tố nghe tứ sư đệ lại nổ về nàng thì bật cười, bất quá nàng lại nhớ tới lời phong trần đạo nhân nói trên đại điện lúc nãy. Tu sĩ có linh lung cốt chỉ trong vòng trăm năm đã lên đến cảnh giới độ kiếp kỳ, sau đó thì sao? nàng nhớ lại biểu tình của phong trần đạo nhân và các tông chủ khác tu sĩ đó hẳn là đã phi thăng cảm xúc của tông chủ ngũ hành tông lộ ra rõ ràng nhất đó là khát khao cũng hâm mộ quay trở lại phòng diệp tố tố bắt đầu nhập đỉnh tuy rằng đã tiến dài lên nguyên anh hậu kỳ nhưng linh phủ của nàng lại trống rỗng không có bản thể nguyên anh cũng may mọi người xung quanh không phát hiện có gì dị thường diệp tố tố nhìn vào trong linh phủ đã lớn hơn vài lần so với trước kia linh lực cũng nồng đậm hơn kim đan kỳ nàng nhìn bành thức hải một lúc lâu sau đó bỗng nhiên điều khiển thần thức khơi chúng lên từ trong thức hải không ngừng ngưng tụ lại cuối cùng hình thành một diệp tố tố phiên bản thương nhỏ nàng đặt diệp tố tố mini vào giữa linh phủ nghĩ nghĩ như vậy thấy bình thường hơn không ít ở một gian phòng khác du phục thời đang nằm trên giường cản lại một chiêu của ma chủ khiến cho thứ gì đó trong linh phủ của hắn như bị vỡ nát hắn vừa dính giường liền chìm vào giấc ngủ say trên phần cổ tay lộ ra khỏi áo đặt ở mép giường có một tầng vầy đen thoáng hiện nếu ai có mặt ở đây có thể nhìn kỹ sẽ thấy ánh sáng của vầy không thua bất luận một loại bảo thạch nào. Mấy ngày sau, Hoàng Nghị tiền truyền tới tin tức nói buổi bán đấu giá bát kỳ biến chuẩn bị diễn ra, lần này kết hợp với phá nguyên môn tổ chức ở ngoại thành Côn Luân. Hôm nay không ít đệ tử các tông môn nô nước đi đến ngoại thành Côn Luân xem náo nhiệt, tất nhiên cũng có không ít người muốn mua bát kỳ biến. Đại sư tỷ, tụi đệ chuẩn bị xong rồi, Hạ Nhĩ đứng ở trong sân hô to. Diệp Tố Tố từ trong phòng bước ra, nàng thoáng nhìn qua phòng cách vách sau đó nói với năm người trong viện. Mọi người cứ đi trước, lát nữa ta sẽ tới ngay. Được, Hạ Nhĩ cùng mấy người dịch huyền ngự kiếm đi đến ngoại thành. Diệp Tố Tố xoay người muốn đẩy cửa phòng du phục thời thì đột nhiên khắp huyết kiếm vốn đang đứng bên ngoài đột nhiên xông tới, ngăn ở trước mặt nàng. Đại sư tỷ dịch qua bên phải một bước, khắp huyết kiếm cũng liền dịch sang bên phải. Diệp Tố Tố di chuyển mấy lần, nó đuổi theo chắn mấy lần, một người một kiếm rằng có một lúc, Diệp Tố Tố muốn phân biệt rõ yêu kiếm này là đang trả thù hay là muốn che chở tiểu sư đệ ở bên trong. Bàn tay chắp sau lưng của nàng triệu hồi ra thần thức, tiến vào bên trong phòng thăm dò. Tiểu sư đệ nằm trên giường, tóc dài phủ đầy người, bộ dáng không có gì khác thường ngày, một cánh tay buông xuống ở mép giường. Cho nên khắp huyết kiếm đây là đang trả thù nàng kéo nó ra không cho nó vào phòng. Diệp Tố Tố lướt mắt nhìn khắp huyết kiếm, giơ tay ra nắm lấy nó. Những cái khác không nói, nhưng chuôi kiếm khớp huyết thật sự là chuôi kiếm có xúc cảm tốt nhất trong số những thanh kiếm nàng từng tiếp xúc qua khắp huyết kiếm muốn dãy ruộng một hồi những cuối cùng vẫn đành mặc cho diệp tố tố mang theo nó cùng nhau đẩy ra cửa phòng du phục thời nằm trên giường hơi thở vững vàng diệp tố tố cúi người đầy đẩy, đẩy hắn đồng thời kéo cánh tay buông xuống sắp chạm đất lên giường chúng ta muốn đi ngoại thành côn luân đệ có đi không du phục thời vẫn nhắm nghiền mắt giống như còn chưa tỉnh vậy để ở lại viện một mình nhé Diệp Tố Tố ngồi dậy, lấy ra một tờ giấy và cây bút, cúi đầu bắt đầu viết lời nhắn. Chúng ta đi ra ngoài một chuyến. Còn chưa viết xong thì Diệp Tố Tố liền cảm thấy vạt áo bị kéo nhẹ, cúi đầu nhìn lại thì thấy tiểu sư đệ đã mở mắt, ăn tĩnh nhìn nàng. Tỉnh rồi, Diệp Tố Tố thu lại giấy bút, hỏi hắn. Muốn đi hay không? Du phục thời ngửa đầu nhìn nàng chầm chầm, tựa hồ còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Diệp Tố Tố hơi không người xuống, để tầm mắt hai người gần lại, một lần nữa hỏi tiểu sư đệ, đệ có muốn đi cùng ta đến ngoại thành côn luôn không? Muốn, du phục thời rốt cuộc buông vạt áo của Diệp Tố Tố ra, ngồi dậy với tay lên đầu giường lấy châm cài, đưa đến trước mặt nàng. Sau khi Diệp Tố Tố nhận lấy thì hắn liền đúng lý hợp tình xoay người, mặt xoay vào bên trong giường, đưa lưng về phía nàng. Cả quá trình hắn không nói lời nào, giống như chắc chắn rằng Diệp Tố Tố sẽ vấn tóc giúp hắn. Quả nhiên giây tiếp theo Diệp Tố Tố liền buông một tiếng thở dài bất đắc dĩ, rưỡi tay bắt đầu vén lên mái tóc dài của hắn, tóc hắn vừa mềm vừa lành lạnh như tơ lụa xuyên qua các ngón tay của nàng diệp tố tố rũ mát nhìn mái tóc đen dài của tiểu sư đệ vô luận nhìn từ phương diện nào cũng đều thấy hắn là quý công tử đứng ngương chiều từ bé không có điểm nào cho thấy tưởng phải chịu khổ chẳng qua có một số người xác thật cũng không cần phải chịu khổ tốt rồi diệp tố tố dùng thâm vấn xong tóc nói đệ thay quần áo đi rồi chúng ta xuất phát nàng đứng lên chuẩn bị bước ra ngoài trước thì bỗng nhiên chân đá phải cái gì cúi đầu nhìn thì là một mảnh màu đen. Ngọc sao? Diệp Tố Tố khom lưng nhặt lên miếng ngọc dưới đất, nàng cảm nhận được trong miếng hắc ngọc mỏng này có ẩn chứa một tầng lực lượng, chỉ là không biết vì sao nhìn thấy có chút quen mắt. Nàng nhớ lại phương hướng mà tay du phục thời buông xuống lúc nãy, quay đầu hỏi tiểu sư đê. Đây là đệ lấy ra từ giới sao? Du phục thời xoay người lại, dưng mắt nhìn đồ vật trong tay Diệp Tố Tố, ngón tay giấu trong tay áo bấu nhẹ vào nhau, hắn có chút chột dạ. Ừ, Mấy ngày trước rời khỏi pháp trận không phải đệ nói rất mệt sao, sao lại mở ra giới. Ta nhớ rõ mở giới sẽ tiêu hao một lượng linh lực cực lớn của đệ. Diệp tố tố bước tới, đưa mảnh hắc ngọc trong tay cho du phục thời. Cất nó đi. Nàng thậm chí hoài nghi vừa rồi khi nàng tiến vào du phục thời không phải là đang ngủ mà là đang hôn mê bất tỉnh. Du phục thời nhìn đồ vật trước mắt, sau đó đột nhiên quay đầu đi, không nhìn diệp tố tố. Người nhạt được chính là của người. Cho ta. Diệp Tố Tố nghe được lời này của tiểu sư đệ, cúi đầu nhìn hắc ngọc trong tay, nói. Nhưng ta sợ là chả không đổi đâu. Ai cần ngươi trả, ánh mắt du phục thời có chút rối loạn, đây là vẩy rơi xuống từ trên người hắn, tuy rằng hình như có người từng nói là không thể tùy tiện đưa cho người khác, nhưng đưa cho phẩm nhân này. Hẳn là không sao. Từ viên ngọc thạch tím lần trước đến phiến hắc ngọc này, Diệp Tố Tố càng thêm tò mò về thân phận của du phục thời, nàng nhìn tiểu sư đệ hỏi đệ là đại năng độ kiếp nào đó phi thăng thất bại à? Nghe nói có vài đại năng độ kiếp phi thăng không thành sẽ không thân vẫn đạo tiêu mà cảnh giới sẽ bị thụt lùi, bắt đầu tu luyện lại. Đại năng độ kiếp kỳ sống mấy ngàn năm, phi thăng lại bị xét đánh, nhớ không rõ chuyện trước kia về tình với lý đều có thể hiểu được. Tiểu sư đệ có giới của chính mình, thực lực tăng lên nhanh hơn so với người bình thường, tựa hồ cực kỳ phù hợp với suy đoán này. du phục thời nghe không hiểu nàng nói gì, hắn không ngại diệp tố tố vẫn còn đang ở trong phòng, chỉ lo cúi đầu cười đai lưng muốn thay quần áo. Tiểu sư đệ, Diệp Tố Tố hoảng hốt bước nhanh tới đẻ lại tay Du Phục Thời, tầm mắt né tránh. Ta chờ đệ ở bên ngoài. Nhìn Diệp Tố Tố quay lưng vội vàng rời đi, Du Phục Thời khẽ nhíu mày, phàm nhân này thật khó hiểu, muốn ra bên ngoài chờ, sao còn muốn sở tay hắn. Thành công tránh thoát màn thoát y công kích của tiểu sư đệ, đại sư tỷ đứng ở ngoài cửa nhẹ nhàng thở ra một hơi, nàng không hề biết mình đang bị tiểu sư đệ hiểu lầm. Diệp Tố Tố dựa lưng vào cửa, quay đầu liền nhìn thấy khắp huyết kiếm đang lơ lửng bên cạnh có thể khống chế được kiếm linh tiểu sư đệ thật sự rất phù hợp với hình tượng đại năng độ kiếp phi thăng thất bại nàng đợi ở ngoài cửa một lát du phục thời rốt cuộc bước ra hắn thay một thân trường bào màu đen là đạo phục thiên cơ môn mà lúc trước diệp tố tố đã đặt làm cho hắn so với những bộ quần áo trước kia của hắn thì kém hơn rất nhiều tuy nhiên màu đen ngược lại khiến cho gương mặt của du phục thời càng thêm lóa mắt đi ngoại thành làm gì du phục thời đi theo diệp tố tố ra ngoài thấy trong sân vắng vẻ, không có một ai. Có một buổi đấu giá, Diệp Tô Tô đứng trên thân khắp huyết kiếm, kiếm của nàng ở trong pháp trận nghịch truyền đã gãy làm đôi, vẫn chưa được sửa lại. Hẳn là khá náo nhiệt. Ngoại thành côn luân xác thực rất náo nhiệt, sau khi cửa thứ hai kết thúc, các tu sĩ dự thi còn lại không nhiều, trên cơ bản đều là đệ tử của năm đại tông môn, năm nay đặc biệt còn nhiều ra mấy người thiên cơ môn cùng vô danh tông, tổng cộng không đến 50 người có thể tiến vào cửa thứ ba. Các tông môn khác sau khi làm nền xong hai vòng thì tâm tình đều thả lỏng hơn, tất nhiên muốn chạy đến ngoại thành côn luôn hóng hớt trước khi trở về. Mối chốt nhất của lần đấu giá ngày là ngoài việc phá nguyên môn cũng hợp tác tổ chức cùng văn đông tài liệu hành thì đệ tử của Nam Đại Tông cũng tới. Đông vui vậy, này, đó hình như là đệ tử thượng khuyết tông kìa. Ngươi nhìn trên lầu đi, hợp hoan tông cũng đến rồi. Đều đến vì bát kỳ biến sao, các đại tông môn đó hẳn là đâu thiếu một kiện pháp khí. Ai sẽ chê nhiều pháp khí đâu, huống chi bát kỳ biến này trực tiếp nhảy dù xuống đệ nhất bách thanh bảng đó, ta nghĩ chắc chắn có điểm đặc biệt. Không ngờ thiên cơ môn sắp phế tông đến nơi vậy mà lại có thể khởi tử hồi sinh. Khởi tử hồi sinh tính là cái gì, quan trọng là bọn họ còn có đệ tử tiến vào vòng thứ ba, bốn đệ tử dự thi tất cả đều vào. Vào được thì làm sao, chẳng lẽ còn có thể thắng côn luân, lục trầm hàn đều lên tới hóa thần kỳ rồi, ở các tông môn nhỏ thì là cấp bậc trưởng lão rồi đấy hắn mới là thiên đạo chi tử chân chính. Vòng quanh mấy bàn ở lầu một là các tu sĩ đang hăng say ngươi một câu ta một câu, kể chuyện xưa bàn chuyện này, nói đến nước bọt văng tung tóe, thiếu điều đứng dậy chỉ điểm tu chân dưới một phen. Nghe ta nói, một người dùng sức vỗ xuống bàn một cái, ngay sau đó khom người, cố ý hạ giọng nói. Ta có một thông tin mật về thiên cơ môn. Mau nói, những người chung quanh tức khắc thỏ đầu tới, học theo hắn nhỏ giọng rụt. Mấy người vô danh tông vào vòng 3, lúc trước ở vòng sơ loại Tây Phương giành được vị trí trong nhóm ba người đầu tiên, các người có nhớ không? Nhớ, cảnh giới như hai người bọn họ nếu là đại bỉ những năm trước là có thể treo người của Nam Đại Tông lên đánh rồi, đáng tiếng năm nay vận khí không tốt. Đừng lan man, không phải nói có tin mật của thiên cơ môn sao. Người vừa chụp bàn vừa nãy dùng một loại thanh âm cực thấp nhưng lại đủ khiến mọi người chung quanh nghe rõ. Trong hai người đó có một người tên Ninh Thiển Giao, nghe nói cũng là đệ tử thiên cơ môn đệ tử thiên cơ môn nhưng lúc trước ta còn thấy nàng ta có xung đột với đệ tử thiên cơ môn mà bởi ta nói các ngươi đều bị lừa rồi mặt ngoài bọn họ xung đột nhưng thực tế người ta là sư huynh muội đồng môn người chụp bàn đảo mắt một vòng thấy trên mặt mọi người không giấu được vẻ kinh ngạc thì vừa lòng nói tiếp các ngươi cẩn thận nghĩ lại xem thiên cơ môn vì sao lại muốn làm như vậy ta thấy mưu đồ của bọn họ nhất định không nhỏ mọi người chung quanh ngơ nhác có người nhịn không được hỏi Vậy mưu đồ của thiên cơ môn là gì? Người chủ bàn nghe hỏi thì có chút khựng lại, sau đó lập tức dùng một vẻ mặt huyền bí nói. Lấy tĩnh xem động, ngày sau các người sẽ biết. Dưới lầu rôn giả âm thanh mọi người bát quái, trên lầu liên liên và trình hoài an đang ở xương phòng sau đài đấu giá. Đây là phủ chú chúng ta mới vẽ gần đây, liên liên để qua 10 lá phủ cho hoàng Nhị tiền. Xem như là hạ lễ cho buổi đấu giá chính thức đầu tiên của các ngươi. Hoàng nhị tiền nhìn phù chú trên bàn bàn ngây gần cả người, hắn hoàn toàn không nghĩ tới thân truyền đệ tử ngũ hành tông tìm hắn là vì chuyện này. Ngươi đừng chê, mặc dù ta thấy Diệp tố tố phòng trường học một thời gian ngắn thôi cũng có thể vẻ ra được rồi, có khi còn vẽ tốt hơn chúng ta. Liên liên mặc một thân y phục đỏ thẫm, ngồi trước bàn, trình hoài anh đứng ở phía sau nàng, cho nàng dựa vào. Chẳng qua phủ chú nguyên anh trung kỳ miễn cưỡng cũng có thể đem ra đấu giá. Bán, bán đấu giá, hoàng nhị tiền kinh sợ, đây không phải vấn đề ở phù chú mà nếu lát nữa hắn lấy ra phù chú của đệ tử thân truyền ngũ hành tông ra đấu giá thì không đến một ngày toàn thành côn luân sẽ đều cho rằng ngũ hành tông có hợp tác với văn đông tài liệu hành liên liên thổi thổi móng tay mới vừa sơn của mình các người ghét bỏ phù chú nguyên anh trung kỳ không phải chỉ là một khi chúng ta lấy ra thì toàn điển hành chắc chắn sẽ biết hoàng nghị tiền chân thành nói sợ là về sau bọn họ sẽ không thu phù chú của ngũ hành tông nữa toàn điển hành cùng các đại tông môn đều có giao dịch Ngũ hành tông cũng có một phần phù chú giao cho toàn điền hành bán ra ngoài. Bọn họ không thu thì thôi. Liên liên dương mắt. Sao không thắng Diệp tố tố thôi? Chúng ta còn so không lại những người khác sao? Hoàng nhị tiền do dự một chút, cuối cùng nhận lấy phù chú. Hắn đứng dậy cúi người một cái thật sâu. Ta thay Văn Đông tài liệu hành cảm tạ hai vị. Lần liên hợp đấu giá này, ngoại trừ bắt kỳ biến thì pháo nguyên môn cũng sẽ đem ra các pháp khí khác để cùng bán đấu giá. Thiên cơ môn cũng có đưa tới nhưng dù sao cũng chỉ là pháp khi do các đệ tử luyện chế, phẩm giai không quá cao. Thật ra chỉ một cái văn đông tài liệu hành còn con, cùng với một luyện khí tông môn quanh nam ở hàng đệ nhị thì ở thành côn luân này không thể sốc lên nồi sóng gió gì. Chủ yếu lần này là vì bát kỳ biến ngang trời đáp xuống vị trí đệ nhất bách thanh bảng, cùng với diệp tố tố lại đang tham gia tông môn đại bỉ, hai yếu tố này kết hợp nên mới khiến cho mọi người chú ý. Hiện giờ lại được thêm một đại tông tham gia, tuy rằng chỉ 10 tờ phủ chú thôi nhưng tên tuổi nhất định có thể nâng cao thêm phần nào toàn điển hành có đường hợp tác với nam đại tông văn đông tài liệu hành bọn họ cũng có khi diệp tố tố và du phục thời đến nơi thì cả tòa tử lâu đã đứng đầy người nàng kéo tiểu sư đệ che lên lầu ba còn chưa hoàn toàn lên tới nơi thì thấy chung quanh đột nhiên ồn ào náo động lên nàng quay đầu nhìn xuống thì phát hiện phật tử vạn phật tông cốc lương thiên và cô luân lục trầm hàn đồng thời đang bước vào cửa hai người này vậy mà cũng tới xem náo nhiệt ngay cả cô luân lục trầm hàn cũng tới hè hè đến buổi đấu giá này thật không sai mà khẳng định có trò hay để xem lục trầm hàn bước qua ngạch cửa bỗng nhiên ngẩng đầu tinh chuẩn đối diện với ánh mắt của diệp tố tố đang trên lối lên lầu ba diệp tố tố cũng không rời đi tầm mắt thản nhiên tiếp tục nhìn chỉ là ngay sau đó gương mặt du phục thời liền phóng to trước mắt nàng ngăn cản tầm mắt của hai người diệp tố tố người có đi hay không du phục thời cảm thấy hành lang này chật trội mà phàm nhân này còn đứng im bất động đi chứ hai người bước vào ghế lô các sư đệ sư muội thiên cơ môn đã chờ ở bên trong toàn gia anh cũng có mặt buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi toàn gia anh khó nén được sự hưng phấn đây vẫn là lần đầu tiên hắn tự mình tham gia tổ chức một buổi đấu giá đây là danh sách các món sẽ đấu giá hôm nay diệp tố tố nhận lấy danh sách nhìn lướt qua một lượt bỗng thấy có một hàng chữ như là mới được thêm vào phù chú ngũ hành tông Nàng nhớ rõ lúc trước khi Hoàng Nhị tiền truyền tin đến cũng không nói có đồ vật nào do ngũ hành tông đưa tới. Toàn ra anh cũng vừa mới biết được chuyện này. Là do Liên Liên và Trình Hoài An đặc biệt tặng lễ. Quan hệ giữa văn đông tài liệu hành và thiên cơ môn vốn đã không giấu được nữa, hai người này hiển nhiên là muốn giúp nàng. Diệp tố tố gật đầu, ghi tạc trong lòng, nàng kéo ghế ra ngồi xuống, thuận tiện cũng kéo ghế ra giúp tiểu sư đệ. Du phục thời nhìn sang dịch huyền bên kia không có ai kéo ghế cho, đình mày giật giật, tâm tình vui sướng. Dịch huyền nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, bỗng nhiên hừ một tiếng. Thanh âm không tính là lớn nhưng thành công khiến mọi người trong phòng đều nhìn qua. Dịch huyền ngồi ngay ngắn trên ghế, một tay cầm kiếm, nốt ruồi đỏ giữa mày xinh đẹp đến yêu dị, gương mặt quá mức tuấn Mỹ vẫn như cũ không có biểu tình gì, phạt nhìn không có gì khác thường. Mọi người thậm chí còn ngỡ bản thân sinh ra ảo giác. Đương nhiên mọi người không bao gồm du phục thời, hắn tự nhiên ngồi xuống ghế diệp tố tố đã kéo ra. Đang lúc mọi người thu hồi ánh mắt, chuẩn bị nhìn xuống lầu thì dịch huyền lại lên tiếng chào phúng. Có người ngay cả sức kéo ghế ra cũng không có. Diệp tố tố yên lặng thu tay lại, đây hoàn toàn là xuất phát từ thói quen của nàng mà thôi, tiểu sư đệ nhìn có vẻ cái gì cũng không biết làm. du phục thời tự hồ như không phát hiện có người đang ám chỉ mình, hắn kéo tay áo của Diệp tố tố lót trên bàn, sau đó tự mình chơi vụ sát hoa trên cổ tay, bày một bộ dáng thiên chân lười nhác không thể nào hoàn mỹ hơn, phẳng phất như hắn chưa bao giờ nhìn dịch huyền đầy khiêu khích vậy dịch huyền mặt vô biểu tình tiếp tục vạch trần. Lúc đại sư tỷ không ở bên, tiểu sư đệ cực kỳ cẩn mẫn, lữ cửu có nói xem có đúng không? Lữ cửu ngồi không cũng bị lôi vào màn phong ba bão táp giữa hai sư đệ. À thì, Minh Lưu sang ngồi bên cạnh cúi đầu, hai vai run run nhịn cười, một lúc sau hắn mới ngẩng đầu nhìn dịch huyền chậm gì gì hỏi. Sư, đệ, đệ, đang, ăn, sấm, hả? Thật sự là quá mới lạ, bọn họ ở thiên cơ môn mười mấy năm, dịch huyền càng ngày sụ mặt như một tiểu lão đầu hận đời giống như ai cũng thiếu nợ hắn vậy đặc biệt là cực kỳ không thích diệp tố tố hiện giờ vậy mà còn chủ động biểu đạt cảm xúc của mình dịch huyền hắn đen mặt xoay người nhìn xuống lầu không để ý đến mọi người trong phòng nữa dù sao diệp tố tố cũng cam tâm tình nguyện làm nay làm kia cho du phục thời diệp tố tố cảm thấy có chút vi diệu nàng ho khan vài tiếng nói sang chuyện khác được rồi tập trung xem đấu giá thôi dưới đài buổi đấu giá chính thức bắt đầu Hoàng Nghị Tiền làm chủ trì, kiện pháp khí đầu tiên được đưa ra đấu giá là một pháp khí của phá nguyên môn. Hoàng Nghị Tiền ra giá xong thì gõ búa gỗ một cái, nhưng lúc này toàn trường lại lặng thinh không một ai ra giá, chỉ là hoặc ngồi hoặc đứng nhìn chăm chăm. Một lúc sau có một tu sĩ ngồi trong góc ra giá, lục tục có mấy người khác cũng bắt đầu ra giá, cuối cùng người trong góc mua được kiện pháp khí đầu tiên. Là người của chúng ta, nét hưng phấn trên mặt toàn gia anh dần nhạt đi, những pháp khí này tuy không phải pháp bảo cao dài nhưng cũng là một vài pháp khí không tồi của phá nguyên môn, giá mà hoàng nhị tiền đề ra cũng không cao, nếu là lúc bình thường thì nhất định sẽ có người ra tay mua, nhưng vừa rồi không một ai lên tiếng. Không ít người trong tử lâu này hẳn là đã bị toàn điền hành và trầm kim tông chào hỏi qua, toàn gia anh trầm giọng nói. Phá nguyên môn và hoàng nhị tiền cũng đã nghĩ đến khả năng này, cho nên đã sắp xếp vài người vào tử lâu, một khi xuất hiện tình huống này thì sẽ để bọn họ ra giá, đảm bảo cho buổi đấu giá có thể tiến hành xuân rẻ. Kế tiếp là kiện pháp khí thứ sao, bất bình đao, do đệ tử thiên cơ môn Tây Ngọc luyện chế. Hoàng nhị tiền lấy ra một kiện pháp khí từ thiên cơ môn, gương mặt hắn vẫn bảo trì chấn định, gọi bùi gỗ hô to. Giá khởi điểm 30 vạn trung phẩm linh thạch. Năm kiện đầu tiên đều là do người họ sắp xếp mua được, kiện này sợ là cũng không ngoại lệ, Hoàng nhị tiền đã không ôm hy vọng gì nữa. 5.000 thượng phẩm linh thạch hợp hoan tông nhan hảo ở lầu ba đột nhiên giơ thẻ bài lên hô mọi người cả kinh không chỉ là vì nàng bỏ ra thượng phẩm linh thạch để mua mà càng bởi vì nàng chính là đại biểu cho hợp hoan tông tràm kim tông tuy là tông môn luyện khí đệ nhất nhưng cũng không thể so được với hợp hoan tông một trong năm đại tông môn trong thời gian mọi người còn do dự thì bất bình đao đã được hợp hoan tông nhan hảo mua được nhan hảo ra mặt như một tín hiệu tuyết tan khiến các tử sĩ cũng dần không sợ nghi kỵ nữa nhìn thấy pháp khí ưng ý cũng bắt đầu rơi thẻ bài Mãi đến khi vật phẩm đấu giá là phù chú của hai đệ tử thân truyền ngũ hành tông xuất hiện thì buổi đấu giá lại một lần nữa nhắc lên một hồi náo nhiệt. Liên Liên và Trình Hoài An là đệ tử thân truyền của ngũ hành tông đúng không? Không sai, trong lứa phù sư trẻ tuổi thì hai người họ là có thiên phú cao nhất. Văn Đông tài liệu hành vậy mà lại có được phù chú của ngũ hành tông. Vừa rồi hợp hoan tông cũng mua một thanh đao rồi kìa. Khi vật phẩm này xuất hiện, cả tòa tử lâu liền bàn tán xôn xao, ánh mắt nhìn hoàng nhị tiền đang đứng giữa đài cũng thay đổi lúc này mới qua bao lâu vậy mà văn đông tài liệu hành đã bóc nối quan hệ được với hai trong số năm đại tông tiếng nghị luận còn chưa dừng lại thì chu vân đã trực tiếp đứng sát cửa sổ lầu ba hô xuống một vạn thượng phẩm linh thạch ồ ồ lại là một đại tông môn trên lầu dưới lầu một lần nữa dậy sóng văn đông tài liệu hành này thật không đơn gian vừa ra tay đã có thể khiến ba trong năm đại tông môn ra mặt ngô kiếm phái cũng đã tham gia chẳng lẽ hôm nay có thể thấy vạn vật tông cùng côn luôn ra tay luôn sao? Cũng chưa chắc, thiên cơ môn có một đệ tử là tịnh tông đệ tử của ngô kiếm phái nên hai bên có quan hệ tốt cũng là chuyện thường. Ta thấy thiên cơ môn cùng văn đông tài liệu hành thời tới cản không kịp, chảm kim tông xem chừng nguy hiểm rồi đây. Liên liên ở phòng cách vách ló đầu ra nhìn Chu Vân nói. Nề tính như vậy sao? Mười tờ phù chú Nguyên Anh Trung Kỳ giá một vạn thượng phẩm linh thạch có chút đắt, ủng hộ cho Diệp Tố Tố mà thôi. Chu Vân hừ một tiếng. Cô cho rằng ta muốn mua phủ chú của cô à. Liên liên chống tay lên bệ cửa. Không cần mua, lần sau ta sẽ tặng cô mấy tờ. Thật sao? Chu Vân có chút hoài nghi nhìn nàng. Tất nhiên, liên liên ngồi trở lại trên ghế. Chỉ cần cô chịu nhận là được. Biểu tình của Hoàng Nghị Tiền Dân trở nên hào hứng hơn, hắn cho rằng có phù chú ngũ hành tông để bán đấu giá là đủ rồi, không nghĩ tới hợp hoan tông và ngô kiếm phái cũng sẽ ra tay. Chuyện này nói lên rõ ràng ba trong số năm đại tông bằng lòng quay lại với văn đông tài liệu hành. Một vạn thượng phẩm linh thạch lần thứ nhất, còn ai ra giá khác không? Hoa nhị tiền nhìn xung quanh hô to hỏi. Một vạn linh một thượng phẩm linh thạch, lầu hai có người tăng giá. Một vạn một trăm thượng phẩm linh thạch, Chu Vân tiếp tục hô. Luận tài lực không ai so được với đệ tử năm đại tông nên rất nhanh sau đó Chu Vân mua được phù chú. Từ sau mười lá phù của ngũ hành tông xuất hiện thì từ lâu náo nhiệt hẳn lên, vô luận vật phẩm gì được đưa ra cũng được có người ra giá, giá. Những người được chuẩn bị ban đầu không cần phải giang mặt nữa. Diệp Tố Tố tựa vai vào bên cửa sổ, nhìn một bàn bảy tám người đang ngồi dưới lầu một. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ bọn họ chưa từng ra giá, giá, chỉ là khi các vật phẩm không ngừng được người khác mua đi thì sắc mặt của bọn họ cũng dần trở nên khó coi như ăn phải phân. Nếu lát nữa đến lượt bát kỳ biến lên sàn mà vạn Phật Tông cũng côn luân cũng gia nhập, Hạ Nhĩ nhìn sang cửa sổ của hai gian ghế lô ở phía tây. Vậy chẳng phải là năm đại tông đều có quan hệ với văn đông tài liệu hành rồi sao? Quan hệ của đại sư tỷ đệ với bọn họ không tốt. Diệp tố tố vẫn nhìn xuống sân khấu đấu giá ở phía dưới. Ba đại tông môn là đủ rồi. Có tam đại tông môn đứng trước, ít nhất các tu sĩ khác cũng dám giao dịch với văn đông tài liệu hành. Tông môn đại bì lần này tính ra là lời rồi. Sau khi tất cả vật phẩm đã được đấu giá xong, Hoàng nghị tiền vỗ vỗ tay, háng giọng nói. Các vị, mọi người đến nơi này hẳn là đều vì muốn tận mắt nhìn thấy pháp khí truyền thuyết nhảy dù xuống vị trí đệ nếp bách thanh bảng, Bát Kỳ Biến. Mau lấy ra cho chúng ta chiêm ngưỡng, Mai Cử Nhân hô to. Hợp Hoan Tông không thiếu linh thạch, mau mau lấy ra cho ta mua. Ngô kiếm phái gì chứ linh thạch cũng không thiếu nhé, Mã Tổng Thu không ngại tham gia cho xôm tụ, vẻ mặt khinh khỉnh nói. Bát Kỳ Biến là của chúng ta, Liên Liên hừ một tiếng nói giống như ngũ hành tông không có linh thạch vậy pháp khí còn chưa đem ra mà tam đại tông môn đã bắt đầu tranh đoạt điều này khiến cho tâm tư của mọi người không khỏi kích động lên vẻ mặt hoa nhị tiền không nhị được tươi cười chắp tay nói các vị tạm thời đừng nóng này bác kỳ biến là do đệ tử thiên cơ môn diệp tố tố cùng với đệ tử phá nguyên môn toàn gia anh hợp sức luyện chế cái tên liền nói lên bản chất nó có tám hình thái có thể liên tục thay đổi tiếp sau đây chúng ta sẽ biểu thị cho mọi người xem từng hình thái một để mọi người có thể hiểu được rốt cuộc vì sao nó có thể trở thành đệ nhất bách thanh bằng. Lời này vừa nói ra cả tòa đại lâu sôi trào. Nhanh nhanh lấy ra. Thật sự có thể biến thành 8 loại hình thái sao? Giá khởi điểm là bao nhiêu? Hoàng nhị tiền quay sang gật đầu với người bên cạnh, rất nhanh có một chiếc bàn dài phủ lụa đỏ được bưng lên. Bàn tay hắn nắm lấy một góc hộ đỏ, dưới sự chú ý của mọi người, dùng sức kéo xuống. Đây chính là bát kỳ biến. Tất cả mọi người trong tử lâu đều nhướng cổ lên xem cho rõ đồ vật trên bàn, một cây que cười lửa. Đây là bát kỳ biến đó hả? Có người khó có thể tin được hô lên. Có khác gì một cây củi đâu chứ? Chắc rút ra là kiếm đấy. Ha 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 ha. ha. Mọi người trong tử lâu lập tức phá lên cười. Hoàng nhị tiền im lặng một lúc để bọn họ thảo luận xong mới tiếp tục nói. Mọi người không cần sốt ruột, chúng ta sẽ biểu diễn từng hình thái một. Hắn vỗ vỗ tay, tức khắc có người nâng thí luyện thạch lên đài, tổng cộng có 24 khối, xếp thành một hàng dài. Các vị, đống thí luyện thạch này là chúng ta phải bỏ ra một số tiền không nhỏ để mua về, mỗi 8 khối từ trái sang phải lần lượt ngăn được một kích của Nguyên Anh Kỳ Đình, một kích của Hóa Thần Kỳ Đình, 8 khối cuối cùng chịu được một kích của Hợp Thể Kỳ Đình. Hoàng nhị tiền sờ sờ mấy khối thí luyện thạch bên tay phải, trên mặt lộ ra vẻ tiếc của không thôi. Nếu không phải vì để biểu diễn uy lực của bát kỳ biến thì chúng ta thật không nỡ lấy ra nhiều thí luyện thạch như vậy. Hắn vừa dứt lời thì bên dưới đài liền có người bắt quái nói. Chuyện này ta có nghe nói qua. Chuyện gì? Khi bát kỳ biến được đưa tới chỗ bình chọn của Bách Thanh Bảng thì ban đầu không ai thèm ngó ngàng gì tới, lúc thí nghiệm cũng chỉ tùy tay vung một cái, kết quả chém đứt hết thí luyện thạch trên sân. Thật có chuyện này nữa sao? ta nghe nói chỗ bình chọn của Bách Thanh Bảng có không ít thí luyện thạch chịu được công kích của hóa thần kỳ đấy. Thật, cuối cùng phải dùng thí luyện thạch cho hợp thể kỳ thử một lần, nên là nó mới trở thành đệ nhất Bách Thanh Bảng. Đầu tiên chúng ta muốn mời một tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ bước lên, Hoàng Nhị Tiền nói đoạn nhìn về phía bát kỳ biến đang đặt sữa bàn. Để thử dùng bát kỳ biến, tức khắc trên lầu dưới lầu có không ít người giơ tay. Chúng ta hiện tại chỉ cần Nguyên Anh Sơ Kỳ. Hoa nhị tiền đi một vòng quanh đài, loại trừ những người có khả năng là người toàn điền hành hay chạm kim tông, cuối cùng chọn một vị nữ tu sĩ ở lầu 2 đã từng đấu giá thắng một kiện pháp khí trước đó. Vị đạo hữu này, mời xuống đây. Nữ tu sĩ lập tức từ lầu 2 nhảy xuống. Ta phải dùng như thế nào? Trước khi dùng bát kỳ biến xin hỏi đạo hữu một chuyện, Hoa nhị tiền nói. Đạo hữu thường sử dụng pháp khí nào? Ám khí, nữ tu sĩ nói, vừa lúc có thể thử bát kỳ biến hoàng nhị tiền lấy bát kỳ biến từ trên bàn đưa cho nữ tu sĩ tám hình thái tùy ý đạo hữu biến hóa chỉ cần rót linh lực vào sau đó vung lên về phía thí luyện thạch là được nữ tu sĩ nắm lấy bát kỳ biến chỉ vừa mới truyền vào một đạo linh lực mà quay cười lừa lập tức xuất hiện thay đổi bên dưới đột nhiên tách ra cuốn lên đến khi đụng phải bàn tay nữ tu sĩ hình thành chơi kiếm đoạn còn lại biến thành lợi kiếm mỗi hình thái của bát kỳ biến cần một lượng linh lực khác nhau đạo hữu cứ thử đổi qua đổi lại trước, cảm nhận một chút. Hoàng nhị tiền đứng ở bên cạnh cười tùm tìm nói. Vì thế mọi người nhìn thấy nữ tu sĩ đứng giữa đài không ngừng biến hóa que cười lửa trong tay, tám loại hình thái thoát ẩn thoát hiện. Ta thấy đã ổn rồi, nữ tu sĩ nói. Mời đạo hữu thử tấn công về phía thí luyện thạch, hoàng nhị tiền chỉ vào khối thí luyện thạch bên trái nhất. Nữ tu sĩ vừa động nhẹ cổ tay thì que cười lửa liền biến thành một thanh kiếm, nàng đứng trước khối thí luyện thạch đầu tiên ở bên trái, có chút lạ lẫm dùng hết sức chém xuống một kiếm. Không có kiếm ý gì, chỉ là linh lực bình thường, vậy mà một kiếm vừa chém xuống khối thí luyện thạch trong nháy mắt liền gãy ngang. Lợi hại như vậy, nếu tu sĩ tiếp tục thử từng hình thái còn lại, thí luyện thạch cũng từng khối đứt gãy. Khi đưa lại bát kỳ biến, nữ tu sĩ rõ ràng có chút không nỡ. Giá khởi điểm là bao nhiêu vậy? Lát nữa ta sẽ báo cho mọi người, Hoàng Nhị Tiền đáp. Sau khi nàng ấy bước xuống, Hoàng Nhị Tiền phấn khởi nói, các vị hẳn là cũng phát hiện ra, vị tu sĩ này vừa rồi cũng không quá quen thuộc với tám hình thái của pháp khí, tuy nhiên lại có thể phát huy vượt xa trình độ của bản thân. Bát kỳ biến chính là một kiện pháp khí thần kỳ như vậy, nó có thể giúp tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ phát huy ra uy lực của Nguyên Anh hậu kỳ đình. Ta không tin, nàng ta là người các ngươi cài vào đúng không? Một tu sĩ đứng ở lầu một hô lên. Chờ tất cả thí luyện thạch được thử xong, các vị phán định cũng không muộn, Hoàng Nhị Tiền cười cười nói. Mặt khác, lần này ban đấu giá bát kỳ biến chúng ta đã thương nghị qua với phá nguyên môn quyết định cho người đấu giá thành công một cơ hội hủy đơn nghĩa là sao hủy đơn hủy đơn như thế nào hoàng nhị tiền dơ bát kỳ biến trong tay lên cao người đấu giá thành công có thể ở tại đây dùng thử một lần nếu không hài lòng có thể chọn hủy lần ra giá vừa rồi lời này khiến cho mọi người chấn động dám nói ra như vậy thì rõ ràng tin tưởng bát kỳ biến đến mức nào tiếp theo có vị đạo hữu nào hóa thần sơ kỳ nguyện ý lên đây thử pháp khí không? Hoàng nhị tiền ngẩng đầu hỏi. đừng nói sau nữa các ngươi còn định mời tu sĩ hợp thể sơ kỳ lên thử luôn đấy. có người ồn ào hỏi. đương nhiên, Hoàng nhị tiền gật đầu. dù sao chúng ta cũng đã chuẩn bị thí luyện thạch có thể chịu được công kích của tu sĩ hợp thể kỳ. có tu sĩ hóa thần sơ kỳ nào không? Hoàng nhị tiền lại hỏi một lần. có người ở lầu một trào phúng loại đấu giá còn con này thì đâu ra có tu sĩ lợi hại chứ vị kia của cô luân không phải hóa thần sơ kỳ đó sao thôi đi sao hắn có thể lên được hoàng nhị tiền đợi một hồi quyết định hạ tư chuẩn xuống tu sĩ nguyên anh hậu kỳ cũng có thể bước lên trung kỳ được không nhan hảo đầy cửa sổ ra hỏi có chút hoàng nhị tiền giao dự cốc lương thiên vạn phật tông bỗng nhiên mở ra cửa của ghế lô đi chân trần bước ra đi qua hành lang bước xuống thang lầu ta thấy thử là phật tử đáng tiếc tiến lên hóa thần kỳ thất bại vậy thì vẫn mạnh hơn nguyên anh hậu kỳ bình thường vừa lúc hoàng nhị tiền chuẩn bị đồng ý thì phía tây trên lầu ba lại có một cửa sổ được mở ra côn luân lục trầm hàn từ cửa sổ nhảy xuống đứng ở trên đài nói nếu cần hóa thần sơ kỳ hắn xoay người nói với cốc lương thiên đang đứng giữa cầu thang nguyên anh không cần thiết bước xuống trong từ lâu đột nhiên tất cả mọi tiếng động đều ngưng bặt mọi người nín thở chờ côn cô luân lục trầm hàn cùng phật tử đối đầu cốc lương thiên dừng bước lân chàng hạt trong tay cũng không lên tiếng hắn nhìn lục trầm hàn hơi hơi gật đầu trên mặt vẫn là thần sắc trách trời thương dân bất biến hắn xoay người một lần nữa trở về ghế lô phảng phất như cái gì cũng chưa từng phát sinh cứ vậy là xong à nhàn hảo thất vọng còn tưởng đánh nhau tới nơi muốn đánh cũng phải cửa thứ ba mới đánh mai cứ nhân lắc đầu cốc lương thiên sẽ không dễ dàng động thủ. Đợi xem lát nữa có giành được bát kỳ biến không, nhan hảo nói. Diệp tố tố làm cái gì cái đó nhất định lợi hại. Trên đài, lục trầm hàn cúi đầu nhìn bát kỳ biến trong tay, đây là lần đầu tiên hắn dùng pháp khí khác ngoài kiếm của bản thân. Lục đạo hữu, mời, hoàng nhị tiền vừa nói vừa tự bội phục chính mình. Mới có mấy năm vậy mà hắn từ một người chuyên đi mua thấp bán cao, lừa già gà trẻ này lại có thể giáp mặt nói chuyện với đại đệ tử cô Luân. Lục Trầm Hàn thử thử tám hình thái của Bát Kỳ Biến, quả nhiên không phải vật thường, chỉ nắm trong tay thôi nhưng ẩn ẩn có một cảm giác hòa hợp nhất thể với bản thân. Hắn nhấc tay, Bát Kỳ Biến liến biến thành một thanh kiếm, hắn huy nhẹ kiếm về phía thí luyện thạch, thậm chí còn không đụng tới khối đá. Không có gì xảy ra. Mọi người nghi hoặc nhìn khối thí luyện thạch không có gì biến hóa, sau đó lại thấy Bát Kỳ Biến trong tay Lục Trầm Hàn đã biến thành một thanh nỏ, linh lực hóa mũi tên, vào tới khối thí luyện thạch kế bên lần này cả khối thí luyện thạch bị xuyên ra một cái lỗ trong tích tắc. Lục trầm hàn lần lượt thử các hình thái khác, không lần nào không thành công, mọi người bắt đầu tin tưởng uy lực của bát kỳ biến. Chẳng qua, khối thí luyện thạch đầu tiên vẫn như cũ không có gì biến đổi. Khi mọi người đều đang dối rắm thì lúc này hoàng nhị tiền tiến đến, nhẹ nhàng chạm một ngón tay vào khối thí luyện thạch đầu tiên, kết quả phần trên của khối thí luyện thạch trượt xuống đất, thì ra nó bị cắt làm đôi. Lục trầm hàn cúi đầu nhìn bát kỳ biến trong tay, đúng như lời đối phương nói, nó có thể phát huy tối đa năng lực của tu sĩ. 10 vạn thượng phẩm linh thạch, bán cho côn luân, lục trầm hàn nắm bát kỳ biến nói. Hắn có kiếm, sẽ không dùng tới bát kỳ biến, nhưng những người khác cũng không thể cầm bát kỳ biến đi dự thi. Thanh âm của hắn không tính là lớn nhưng cũng đủ để tất cả mọi người trong từ lâu đều nghe thấy. 10 vạn thượng phẩm linh thạch, đây chỉ là pháp khí do đệ tử luyện chế mà thôi, lại ra giá cao như vậy. Nói gì thì cũng là pháp khí đệ nhất bách thanh bằng, huống chi không phải nói nó thậm chí có thể chịu được linh lực của tu sĩ hóa thần kỳ sao, 10 vạn thượng phẩm linh thạch cũng là hợp lý. 10 vạn thượng phẩm linh thạch đối với đại tông môn bọn họ chỉ như là một cọng cỏ mà thôi, huống chi hắn là côn luân lục trầm hàn, nghe nói các đệ tử côn luân mỗi năm được phát linh thạch xài không hết, còn nữa, các người không nghe năm ngoái ngô kiếm phái không phải còn chi ra 15 vạn thượng phẩm linh thạch để mua một tờ tiêu lôi phủ đó sao? Đó làm sao mà so được, tiêu lôi phủ là do đích thân tông chủ ngũ hành tông họa ra, có thể triệt tiêu một đạo thiên lôi nếu canh chuẩn thời gian dùng nó cản lại đạo thiên lôi cuối cùng khi tiến ra lên hợp thể kỳ thì hoàn toàn có thể đảm bảo cho bản thân an toàn mọi người nghị luận sôi nổi phần lớn mọi người đều cho rằng bát kỳ biến chín phần chắc chắn sẽ thuộc về lục trầm hàn mười vạn thượng phẩm linh thạch không ít huống chi sau lưng hắn chính là cô luân đây là cơ hội mà các tài liệu hành khác nằm mơ cũng muốn có được mười vạn thượng phẩm linh thạch cô luân các người cũng không khỏi quá keo kiệt đi mai cứ nhân hô lên hợp hoan tông ra 15 vạn. Lục trầm hàn ngước mắt nhìn lên lầu ba, hàn ý trong mắt nổi lên, hợp hoan tông xưa nay thích làm càn, không xem ai ra gì. Hắn nhìn thẳng đối diện với tầm mắt của Mai Cử Nhân, lãnh đạm nói. Người cho rằng có bát kỳ biến là có thể thắng. Thắng hay không không quan trọng, hợp hoan tông chúng ta thích xem náo nhiệt thôi. Nhan Hảo đứng bên cạnh Mai Cửu Nhân, phe phẩy quạt lông hồng phấn cười nói. Các vị, vẫn còn tám khối thí luyện thạch chưa thử, Hoàng nhị tiền vội vàng bình ổn tình hình. Chờ sau khi thử xong ta sẽ để ra giá khởi điểm, mong mọi người không cần gấp cáp. Chúng ta không vội, nhan hảo một lần nữa ngồi xuống ghế. Người cứ tiếp tục. Lục trầm hàn đứng trên đài khẽ hiếp mắt, sau đó điểm mũi nhân phi thân trở lại gian ghế lô thông qua cửa sổ hắn vừa mở lúc nãy, hắn xoay người đứng trong phòng, tầm mắt xẹt qua cốc lương thiên ở phòng bên cạnh, sau đó lướt qua hai người hợp hoan tông, cuối cùng dừng trên cửa sổ gian phòng của thiên cơ môn đối diện không biết suy nghĩ cái gì. Tiếp theo chúng ta cần tu sĩ hợp thể sơ kỳ, Hoa Nghị tiền hỏi. Có vị đạo hữu nào nguyện ý bước lên đây không? Nơi này làm sao có tu sĩ hợp thể kỳ, một người ngồi ở giữa lầu một cười nhạo nói. Ngươi nghĩ buổi đấu giá này lớn lắm à? Hợp thể hậu kỳ được không? Tân Thẩm Chi bước ra từ một góc, nhìn có vẻ đã đứng đó từ lâu. Dịch Huyền nhìn thấy Tân Thẩm Chi một đầu tóc bù xù xuất hiện dưới lầu một, thấp giọng hô: nhị sư phụ sư đệ sao nhị sư phụ của đệ không đi cùng đệ đến đây hạ nhĩ tò mò hỏi dịch huyền nắm kiếm rũ mắt đệ không có nói với ông ấy hắn vốn quen chuyện gì cũng im lặng không chia sẻ với ai hoàng nhị tiền lập tức nói tất nhiên có thể hắn cũng biết buổi đấu giá như thế này tu sĩ cảnh giới cao hiếm khi tới ngài thu lực một chút là được tân thẩm chi vừa lộ diện đầu tóc xõa tung như tổ chim của ông cũng đủ khiến cho mọi người trong tử lâu biết ông là ai. Ngô kiếm phái tân kẻ điên. Nhân vật siêu quần của tông môn đại bỉ hơn 200 năm trước, một lần suýt chút nữa đã bước cho Côn Luân mất đi vị trí đứng đầu. Trong trận đấu cuối cùng của đại bỉ năm ấy, ông chỉ dùng một thanh kiếm mà ép cho đại đệ tử Côn Luân phải tung ra hết mọi pháp khí trên người, tuy bại nhưng vinh. Năm đó tông chủ ngô kiếm phái từng bảo ông mang theo pháp khí hộ thân nhưng tân thẩm chi không nghe, một người một kiếm đánh đến trận cuối cùng và chính trận chiến chung cuộc đó đã đánh ra cái tên tân kẻ điên. Thứ này cầm lên cũng khá chắc tay, tân thầm chi cầm bát kỳ biến ước lượng nói. So với lục trầm hàn thì ông hiển nhiên càng nhanh chóng lĩnh ngộ được 8 mức độ biến hóa của bát kỳ biến, ông đứng giữa 8 khối thí luyện thạch còn lại, chỉ trong một chớp mắt, mọi người thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy ông ra tay thế nào thì 8 khối đá có thể chịu được một kích toàn lực của hợp thể kỳ toàn bộ vỡ vụn. Tân thẩm chi cúi đầu nhìn bát kỳ biến trong tay một lần nữa trở hình dáng quay cười lửa pháp khí ngày nay dùng cũng khá tốt đấy. Có thể nhận được lời khen của cao thủ hợp thể kỳ, hoa nhị tiền vui mừng không thôi, phảng phất như là đang khen hắn vậy, gương mắt vốn dĩ khô gầy nay cười toe toét thì càng giống một quả vải khô. Tân thầm chi thử xong thì quay về góc vừa nãy, ông cảm thấy có một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, vừa ngẩng đầu nhìn lên thì thấy đồ đệ bảo bối đang đứng ở kia. Đồ đệ, tân thầm từ bước nhanh qua. Nhị sư phụ, dịch huyền hỏi. Sao người lại đến đây? hôm nay không phải đấu giá pháp khí của thiên cơ môn sao ta nghĩ con sẽ tới nên cũng đến xem tân thẩm chi vừa cao tóc vừa nói di quyền gật gật đầu không hỏi gì thêm nữa cũng không trở lại trên lầu hắn đứng đây bồi tân thẩm chi cũng xem đấu giá trên đài vậy là mọi người đã thấy rõ vì sao bát kỳ biến được bình chọn để nhất bách thanh bằng hoàng nhị tiền đứng ở giữa đài tùng tìm cười nói bởi vì không có hạng nào cao hơn nữa nghe được lời này của hắn có phải người ở lầu một nhịn không được sủi một tiếng tuy nhiên thật sự lại không có lời nào để phản bác. Pháp khí mà đến cả tu sĩ hợp thể kỳ cũng có thể dùng thì đã vượt xa trình độ của Bách Thanh Bằng. Pháp khí tốt cần phải có thiên thời địa lợi nhân hòa, mua một kiện thiếu một kiện, hoàng nghị tiền đặt bát kỳ biến trở lại trên bàn. Các vị, giá khởi điểm của bát kỳ biến là 9 vạn chín thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không có giới hạn. Trên lầu 3, Liên Liên nghe thấy giá khởi điểm thì không khỏi bật cười thành tiếng, này thật là không nhiều không ít, rất vừa vặn, nàng dẫn đầu ra giá. 10 vạn linh một. Vừa rồi chúng ta ra giá 15 vạn lận, Mai Cửu Nhân thò đầu ra, gõ gõ cửa sổ phòng sát vách. Liên liên đẩy cửa sổ ra, một tay chống lên bệ nói. Quan trọng là ở chỗ tham dự có biết không hả? Được, vậy 15 vạn linh một, Mai Cửu Nhân quay đầu hô. 16 vạn linh một, từ trình ngọc ra giá. Các tu sĩ dưới lầu dần an tĩnh lại nhìn các đại tông môn cạnh tranh, mỗi lần tăng cả vạn thượng phẩm linh thạch, đây không phải kèo mà bọn họ có thể bon chen. 17 vạn, vạn Phật tông Phật tử cốc lương thiên bỗng nhiên cũng ra giá. Dưới lầu có người nhịn không được nói. Đệ tử các đại tông môn thật đúng là dư tiền, vạn Phật tông không phải chỉ dùng pháp trượng và chẳng hạt thôi ư, tránh mua bát kỳ biến về làm gì. Người thật đúng là đầu to óc như trái nho, bát kỳ biến sớm không đấu giá muộn không đấu giá mà lại tổ chức ngay sau khi cửa thứ hai kết thúc. Trước khi cửa thứ ba bắt đầu là vì sao, là vì uy lực của nó lớn như vậy, nói không chừng có thể lật ngược được kết quả thi đấu. Có nó trong tay tuy không chắc có thể lấy được hạng nhất nhưng để nằm trong nhóm ba người đầu tiên hẳn là rộng cửa. Không sai, cô Luân và vạn Phật Tông nhất định sẽ không muốn các Tông phái khác mua được. Lại nói, Diệp Tố Tố Thiên cơ môn sao không giữ lại pháp khí này cho bản thân, ta nhớ rõ nàng ta cũng đã lên tới nguyên anh hậu kỳ nhưng chưa có pháp khí cố định nào. Ai biết, Lục trầm hàn nghe được rõ ràng thanh âm mọi người xì xầm bàn tán trong từ lâu, hắn nhìn mấy tu sĩ đang bát quái, ánh mắt trầm xuống. Một lát sau hắn nhìn hoàng nhị tiền dưới đài, chuẩn bị ra giá. 30 vạn, lúc này đột nhiên một thanh âm vang lên từ góc đầu hai. Cả tử lâu tức khắc im phăng phắc, các tu sĩ bị mức giá này làm cho chấn động. Lục trầm hàn đứng bên cạnh cửa sổ, không lên tiếng, mắt nhìn chằm chằm gian phòng ở lầu hai kia. Hắn là một hóa thần sơ kỳ thế mà lại chưa từng phát hiện bên trong có người là ai lúc này trên lầu ba phá lệ trầm mặc đệ tử các đại tông hiển nhiên cũng không phát hiện gian phòng ở lầu hai đó có người điều này nói rõ một chuyện đối phương hoặc là đã dùng pháp bảo gì đó ngăn không cho người khác nhìn trộm hoặc là thực lực đã vượt xa tất cả mọi người trong từ lâu ba ba mươi vạn lần thứ nhất giọng nói của hoàng nghị tiền thậm chí có chút phát run mức giá đưa ra tăng lên quá phi mã trước khi bắt đầu đấu giá hắn còn nghĩ không biết có được hai mươi vạn thượng phẩm linh thạch không các tông ở lầu 3 không ai ra giá nữa, lực chú ý toàn bộ đã bị người trong gian phòng ở lầu 2 hấp dẫn. 30 vạn lần thứ hai, Hoàng Nhị Tiền vừa hô tim vừa nhảy bùm bụp. Đệ tử các đại tông môn trên lầu trực tiếp bỏ cuộc. Hoàng Nhị Tiền thấy không ai ra giá khác nữa, dùng hết sức cọ búa gỗ xuống bàn. 30 vạn thượng phẩm linh thạch, thành giao. Mọi người dưới lầu suýt xoa không thôi, bất kỳ biến vậy mà có thể bán được với giá cao như vậy, mấu chốt là không biết gian phòng ở lầu 2 đó là người tông môn nào. Có thể nhẹ nhàng lấy ra 30 vạn thưởng phòng Linh Thạch, trong nhà có Linh Quảng à Khách quan có một cơ hội để đổi ý, hoàng nhị tiền chỉ vào bát kỳ biến trên bàn. Xin mời tiến lên dùng thử. Lời này vừa dứt thì Lục Trầm Hàn và Cốc Lương Thiên đều đồng loạt nhìn chăm chăm về gian phòng ở lầu 2, chờ người bên trong bước ra, bọn họ muốn biết đó là ai. Không cần, thanh âm từ gian phòng lầu 2 một lần nữa truyền ra, từ đó có thể nghe ra một sự bình tĩnh cực hạn. Sau khi vật phẩm cuối cùng đã tìm được chủ nhân thì buổi đấu giá cũng kết thúc. Theo quy trình thường thấy thì giao dịch sẽ được thực hiện ở phía sau, trong phòng có đường để người mua trực tiếp, tiếp đi tham gia hậu đài. Khi mọi người đều cho rằng không thể thấy được người ở trong phòng lầu 2 thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra, người bên trong bước ra. Lục trầm hàn vốn chuẩn bị rời đi, thoáng quay đầu nhìn lại, nhìn người người trong phòng đi ra thì trong mắt hắn không khỏi co rụt. Là người bồng lai, hai người với diện mạo cực kỳ bình thường, một chiếc một sao ra khỏi phòng, thanh y châm gỗ, nếu đứng giữa đám người thì cơ bản sẽ không thể nhớ rõ mặt họ. Người bồng lai sao lại rời núi, tân thầm chi nhíu mày nhìn hai người nọ. Bồng lai, dịch huyền tất nhiên biết bồng lai là nơi trung tâm nhất của cả phù thế đại lục, nhưng trừ được này thì hắn chưa từng nghe qua những chuyện khác. Người bồng lai không dễ dàng rời núi, rất có khả năng đã xảy ra chuyện gì, khó có khi tân thầm chỉ có thần sắc nghiêm túc. Mà còn không phải là chuyện nhỏ, dịch huyền nhìn hai người đang bước xuống thang lầu gương mặt cực kỳ bình thường, bình thường đến độ chỉ cần hắn nhắm mắt lại thì liền sẽ không nhớ nổi bộ dáng của họ. Đồ đệ, ta về trước, tân thẩm chi vỗ vai dịch huyền. Phải báo cho tông chủ một tiếng. Dạ. Dịch huyền vừa đáp lời, quay đầu lại đã thấy tân thẩm chi đã biến mất tại chỗ. Hai người bồng lai đi đến giữa đài, lấy ra một túi linh thạch. 30 vạn, còn không giao bát kỳ biến cho chúng ta. Hoàng nhị tiền nhận lấy túi linh thạch, dùng linh lực tra xét một chút liền bị số linh thạch bên trong làm cho lóe mắt hắn xoay người đưa bát kỳ biến cho đối phương đây là bát kỳ biến của ngài hai người bồng lai nhận lấy xoay người rời đi từ cửa chính họ hòa vào trong dòng người ngoài cửa trong tích tắc không ai còn có thể tìm ra đây là sao lại là người bồng lai mai cử nhân vuốt vuốt ngực trấn tĩnh lại hay là đã xảy ra chuyện gì người bồng lai khó nhận ra những cũng dễ nhận ra lúc nào cũng mặc thanh y dùng châm gỗ vấn tóc người nào người nấy đều trông rất bình thường, lẫn vào trong đám người là vô phương tìm được. Diệp Tố Tố vừa bước ra khỏi phòng, nghe thấy Mai Cử Nhân nói thì không khỏi hỏi. Vì sao lại nói như vậy? Bồng lai thiện tính, liên liên từ phòng cách vách bước ra, tựa vào cửa nói. Bọn họ rời núi có nghĩa đã có chuyện gì đó xảy ra, hoặc là sắp xảy ra. Mã Tổng Thu chen vào bổ sung. Cái này ta biết, bọn họ nổi tiếng nhất là chuyện đã tiên đoán được thần vẫn kỳ. Lúc ấy không một ai tin hết, Chờ đến khi chư thần ngã xuống thì từ đó thật sự tu chân giới không còn một ai có thể phi thăng thành thần. Bởi vì người bùng lai đồn ngột xuất hiện nên lục trầm hàn và cốc lương thiên đã sớm rời đi, đệ tử của các tông môn khác cũng gấp rút trở về, xem tông môn có tin thức gì không. Nhan hảo chuẩn bị rời khỏi thì bị Diệp Tố Tố gọi lại. Ta có việc muốn nhờ cô giúp một chút, Diệp Tố Tố mỉm cười nói. Trong phòng Các người muốn biến thành bộ dáng của mấy người ngồi ở dưới lầu một lúc nãy, Nhan Hảo phe phẩy quạt đông hồng phấn hỏi. Diệp Tố Tố gật đầu. Có loại ảo thuật như thế hay không? Nhan Hảo chỉ đứng ở đó, chẳng làm gì mà chỉ đáp. Xong rồi đấy. Mấy người thiên cơ môn sửng sốt, hạ nhĩ quay sang nhìn mặt Diệp Tố Tố, đôi mắt trừng lớn. Đại sư tỷ, gương mặt của Diệp Tố Tố đã biến thành một nam nhân trong nhóm người đó, ngay cả quần áo cũng đã thay đổi. Cả Lữ Cửu và Dịch Huyền còn có du phục thời, tất cả bọn họ đều đã đổi thành một bộ dáng xa lạ khác. Diệp Tố Tố mượn gương của Tam Dương Muội, nàng nhìn bản thân trong gương, quả thật hoàn toàn đã biến thành một nam nhân. Một canh giờ sau sẽ khôi phục lại như ban đầu, Nhan hảo nhìn tờ danh sách đấu giá trong tay Diệp Tố Tố. Cái này cô có cần dùng nữa không? Không cần, Diệp Tố Tố đưa danh sách đấu giá cho nàng. Nhan hảo nhận lấy, nàng thu quạt lông hồng phấn lại, sau đó xé tờ danh sách ra làm bốn, chia cho ba người Minh Lưu Sa ở phía sau. Xong minh lưu ra cầm hai mảnh giấy trong nháy mắt hai bên người của cậu liền xuất hiện một diệp tố tố cùng với một du phục thời bên người tây ngọc và hạ nhĩ cũng đột nhiên xuất hiện dịch huyền và lực cửu các đệ tử thiên cơ môn trong phòng đều trợn bắt hám mồm hạ nhĩ hưng phấn rưỡi tay chọc chọc dịch sư đệ bên cạnh là người thật sao chỉ là ảo thuật mà thôi một canh giờ sau sẽ mất hiệu lực nhan hảo một lần nữa mở quạt lông lộ ra nụ cười thâm thúy các ngươi muốn làm gì thì tốt nhất đi làm ngay bây giờ đi thôi đa tạ diệp tố tố dẫn theo ba người còn lại đi ra ngoài theo lối thông đạo còn bọn minh lưu xa thì quanh minh chính đại đi ra theo cửa lớn bên người còn có bốn người diệp tố tố cùng đi trong mắt của người ngoài chẳng có gì khác lạ diệp tố tố mang theo gương mặt của một đại hán đứng trong một ngõ nhỏ phóng xuất ra thần thức một lát sau nói bọn chúng đã tách ra rồi có một đám đang nhận linh thạch số còn lại hẳn là người chẳng kim tông nàng nhìn ba người ở phía sau nói lữ cửu cô đi cùng với ta về hướng bên phải Dịch Huyền đệ dẫn theo tiểu sư đệ đi về hướng bên trái. Đám người này vừa rồi ngồi ở lầu một rõ ràng là được phái tới để phá đám. Chẳng qua về sau các đại tông môn đều ra mặt nên các tu sĩ khác mới dần dần dám ra giá. Tuy buổi đấu giá đã tiến hành thuận lợi nhưng những người này cũng nên bị giáo huấn. Diệp Tố Tố cùng nữ cửu bước tới, thấy trong ngõ nhỏ trước mặt mười mấy tu sĩ đang cúi đầu đến linh thạch, hai người khẽ liếc nhau. Diệp Tố Tố chậm rãi đi tới. Những tu sĩ đó tất nhiên không quen biết đại hán Diệp Tố Tố chỉ biết bọn họ tựa hồ cũng chứng mắt bởi đấu giá này. Người cũng tới lãnh linh thạch à, một người trong đó cho rằng bọn cũng cũng là được hẹn đến để nhận linh thạch. Nhưng mà người nọ đi rồi. Ta không làm chuyện thấp kém như nghe sai khiến rồi lãnh linh thạch như các ngươi. Diệp tố tố nói với một thanh âm ồm ồm. Nếu muốn linh thạch thì lã tử trước giờ chỉ biết trực tiếp đoạt. Nàng vừa nói xong thì có tên phát hiện nàng không có hảo ý, quay đầu định bỏ chạy. Kết quả lữ cửu bước ra từ đầu còn lại, Đi đâu? Các ngươi là ai? Không phải cũng muốn phá buổi đấu giá giống bọn ta sao? Các tu sĩ ít nọ chen ở bên nhau hoang mang hỏi. Chúng ta chỉ là thấy trứng mắt các ngươi đấy. Thì làm sao? Mặt diệp tố tố đầy dâu quay nón. Giống hệt như nam nhân ngồi gần mấy tu sĩ này ở lồng một. Nhìn không ra có gì khác thường. Chỉ bằng hai người các ngươi. Một tu sĩ cả giận nói. Các huynh đệ sung lên. Thời gian một chén trà nhỏ trôi qua số linh thạch của mấy tên tu sĩ vừa mới lãnh lúc trước đã bị đoạt sạch sẽ, người thì mặt mũi bầm dập nằm la liệt trên mặt đất trong ngõ nhỏ. Xin đừng giết bọn ta, một tên tu sĩ đang lăn lộn trên mặt đất, thấy Diệp Tố Tố tới gần thì thân thể không nhịn được run lên, rối rít xin tha. Diệp Tố Tố ném túi linh thạch cướp được cho lữ cửu đứng ở đằng sau, nàng không người nói với tên tu sĩ bị đánh đến không mở nổi mắt. Chăm chỉ tu luyện, sớm ngày quay về chính đạo. Các tu sĩ nằm bẹp trên mặt đất, các ngươi sao không tự khuyên mình ấy chực nhiều linh thạch như vậy làm ăn có vẻ cũng không tệ nhỉ lữ cửu ước lượng túi linh thạch trong tay nói chúng ta đi hai người diệp tố tố vòng vèo vài vòng mới quay về vị trí cũ đợi dịch huyền và du phục thời trở lại ở đầu còn lại du phục thời và dịch huyền cũng đã yên lặng đi theo một nhóm người khác tu vi của đám người này rõ ràng cao hơn đám tu sĩ vừa nãy một chút bất quá vẫn không phát hiện ra có người đi theo ở phía sau không cần khắp luyết kiếm người ra tay được dịch huyền hỏi du phục thời du phục thời lết nhìn hắn một cái sau đó đột nhiên xuất hiện ở phía sau đám người một cách quỷ mị tung ra tấm da thú chùm bọn chúng từ đầu đến chân chó chúng lại với nhau kín mít du phục thời xoay người người động thủ dịch huyền cho nên vừa rồi đại sư tỷ chưa pháp khí là cũng đã tính trước hết rồi những người đó hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có người ra tay với bọn họ vừa rồi bọn họ cũng có đấu giá món nào đâu các tu sĩ bị gia thú bọc lấy ra sức dãy giụa muốn phá vỡ thế kiềm kẹp thế nhưng càng dãy thì lại càng bị siết chặt lúc này dịch huyền đi tới pháp khí trong tay hắn thập phần đơn giản một cái chuông và một cây gậy thô to cái chuông vốn lơ lửng trên lòng bàn tay hắn đột nhiên bay ra ngoài trong nháy mắt biến to chùm lên những tu sĩ đang bị gia thú bó chặt dịch huyền đi đến trước mặt chuông cúi đầu nhìn cây gậy trong tay hắn rót linh lực vào trong nháy mắt cây gậy cũng biến to ra hắn cầm một đầu xoay người nhìn du phục thời Người cầm đầu còn lại du phục thời không quá tình nguyện bước qua cầm lấy đầu kia của gậy ban đầu hai người không quá thuần thục gõ chuông không được đều tay nhưng mà theo thời gian dần trôi hai người dần dần cảm nhận được một cảm giác vui sướng kỳ dị trong đó du phục thời và dịch huyền mỗi người ôm một đầu gậy đánh vào chiếc chuông khó có lúc hai người ở chung lại hài hòa được đến như vậy chiếc chuông không phát ra bất kỳ âm thanh nào diệp tố tố đã nói thanh âm đều bị giữ lại bên trong chuyên dùng để đối phó các tù sĩ bị bó bên trong gia thú năm mươi cái đủ rồi dịch huyền chủ động dừng lại dịch huyền thu nhỏ gậy đồng thời cũng thu lại chuông các tu sĩ ở bên trong té trên mặt đất nằm chồng lên nhau lỗ tai của tên nào cũng không tránh được chảy máu du phục thời cũng thu hồi ra thú nhưng vào lúc này một tên trong số đó đột nhiên nghiến răng trồm tới công kích về phía hắn dịch huyền đứng bên cạnh phản ứng cực nhanh đá một chân khiến tên nọ văng ra xa du phục thời vừa thu xong ra thú quay đầu nhìn tên vừa bị đá ra xa nghĩ nghĩ rồi nói với dịch huyền lần sau gõ 60 cái đi. Hai đám người này một bị đánh một bị cướp, hôm sau tất nhiên là muốn báo thù, vừa gặp nhau liền xông vào sống mái. Đương nhiên chuyện này chẳng có gì liên quan đến thiên cơ môn cả, buổi đấu giá vừa kết thúc bọn họ đã cùng nhau rời khỏi từ lâu. Các đệ tử thông qua cửa thứ hai có một tháng để nghỉ ngơi, trong thời gian này, ngoài trừ buổi đấu giá bát kỳ biến thì đệ tử của các tông môn hầu như chẳng bước ra khỏi cửa, ai cũng đều giúp trong viện của chính mình tập trung tu luyện. Còn xác định đó là người bồng lai, tông chủ vạn vật tông nhạc kỹ nhìn về cốc lương thiên đứng ở bên dưới hỏi. Xác định, cốc lương thiên mổ tay lần tràng hạt, gương mặt mảnh khảnh cực kỳ bình tĩnh. Lục trầm hàn cũng có mặt ở đó. Mấy ngày nay những người khác cũng không thấy có động tính gì, tông chủ vạn vật tông như suy tư gì đó. Để ta phái thêm người đi điều tra. Tuy nhiên thám tử còn chưa rời khỏi địa phận Côn Luân thì phong trần đại nhân đã triệu tập tông chủ các đại tông đến đại điện Côn Luân lần tông môn đại bỉ lần này người phụ trách dẫn đệ tử đan tông đến đây vốn chỉ là một vị trưởng lão nhưng vì tông chủ gọn họ nghe được tin người bồng lai xuống núi nên tức tốc từ bồn tông chạy đến đại điện côn luân hẳn là trong lòng các vị đều biết nguyên nhân đại khái vì sao ta mời mọi người đến đây phòng trần đạo nhân nói đoạn nhìn sang một bên của đại điện lục trầm hàn bước ra trầm hàn đã gặp được người bồng lai tông chủ hợp hoan tông ngô người nâng lên chung trà che đi khóe miệng khẽ nhếch lên của bà đệ tử các tông đều gặp qua người bồng lai nói giống như chỉ có một mình lục trầm hàn phát hiện ra vậy đạo nhân đã biết được tin tức gì ư tông chủ thượng khuyết tông chấp tay hỏi côn luân cũng giống với các tông các phái khác mà thôi kết giao với bồng lai không sâu phong trần đạo nhân nhìn một vòng chung quanh sau đó nói tiếp chẳng qua lần này tông môn chúng ta xác thật có một tin tức các tông chủ đồng loạt nhìn chằm chằm về phía ông chờ câu nói kế tiếp theo thông lệ hàng năm của tông môn đại bỉ Người người đứng đầu có cơ hội đến luân chuyển tháp một chuyến phong trần đạo nhân nói bồng lai sẽ có mặt ở đó bọn họ xuống núi là vì luân chuyển tháp sao tông chủ ngô kiếm phái chu kỳ nhíu mày hỏi trước giờ bồng lai rời núi đa phần đều là chuyện xấu nhiều hơn chuyện tốt có phải các đệ tử xảy ra vấn đề gì không hay là có chuyện gì khác nữa tông chủ ngũ hành tông lập tức hỏi chi tiết thì bồng lai không nói chỉ đưa một phong thư lại đây phong trần đạo nhân nhấc tay một người liền nhìn thấy một con tiên hạc bằng giấy chậm chậm mở ra. Sau tông mô đại bỉ, khi vào luân chuyển tháp, bồng lai like sẽ trình diện. Nguyên nhân cụ thể có lẽ phải chờ sau khi đại bỉ kết thúc mới có thể xác định, phong trần đạo nhân thu hồi tin hạc. Vậy nên mong các vị tông thủ sớm bảo các đệ tử chuẩn bị chu đáo, không nên để thất lẽ trước mặt người bồng lai. Like. Sau khi trao đổi xong hiển nhiên yêu cầu của các tông đối với đệ tử lại cao hơn một chút, mặc dù không lấy được đệ nhất nhưng cũng phải ít nhất giành được danh ngạch tiến vào luân chuyển tháp luân chuyển tháp diệp tố tố ngồi xổm dưới đất sửa sang lại các loại tài liệu nàng ngẩng đầu hỏi từ trình ngọc đó là cái gì sau khi tông môn đại bì kết thúc vị trí 10 người đầu tiên có cơ hội được tiến vào luân chuyển tháp một chuyến từ trình ngọc giải thích bên trong đó có tàng thư các kiếm phổ thư tịch về phù chú chỉ cần là thứ cô có thể nghĩ đến thì bên trong đều có ngoài ra mỗi người còn được phép mang một đồ vật ra khỏi tháp diệp tố tố buông tài liệu trong tay đứng dậy có chuyện tốt như vậy. Nàng cho rằng tông môn đại bỉ chỉ là một lần so thực lực của các tông môn, dành nhau một cái danh hão mà thôi. Không có nhiều người bên ngoài biết về luân chuyển tháp, từ trình ngọc chỉ chỉ vào Chu Vân và Mã Tòng Thu bên cạnh. Thậm chí trong đại tông môn cũng chỉ có đệ tử thân truyền mới được biết mà thôi. Mười người đứng đầu có gì khác nhau hay không? Diệp Tố Tố ngồi xuống hỏi. Từ trình ngọc cười cười, không hổ là Diệp Tố Tố, nắm bắt vấn đề mấu chốt rất nhanh, hắn gật đầu. Có, đệ nhất có thể ở bên trong một năm, đệ nhị nửa năm, đệ tam ba tháng, những người còn lại chỉ được một tháng. Diệp Tố Tố nhìn thẳng vào hắn hỏi. Còn có điều đặc biệt nào nữa không? Trong tháp có tổng cộng 9 tầng, một tầng đều có hạn chế, 10 người đứng đầu trong các đợt tông môn đại bì cho đến nay, chưa có người từng lên đến tầng cuối cùng. Kỷ lục cao nhất là tầng thứ 8, chỉ có vài người từng bước lên đến đó. Sư phụ đệ lên đến tầng thứ mấy, dịch huyền đứng ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Từ trình ngọc nghĩ nghĩ nói. Tân trưởng lão hình như ở tầng thứ bảy một tháng, thời gian còn lại là ở sáu tầng dưới. Ông ấy cũng không lên được tầng thứ tám sao, lữ cửu tò mò hỏi. Trong mắt nàng thì tân trưởng lão đã cực kỳ xuất chúng. Không có lên, những người từng bước lên tầng thứ tám đều là những đại năng đã độ kiếp phi thăng, từ trình ngọc nói. Đại sư tỷ, đệ cảm thấy tỷ nhất định sẽ lên được tầng thứ chín, hạ nhĩ ngồi xổm cạnh bàn, tay còn cầm một thanh cốt thú, lỗ tai dựng lên cao chăm chú nghe mọi người nói chuyện, hắn kiên định nói. Sau đó độ kết phi thăng, Diệp Tố Tố cười một tiếng. Đầu tiên phải vào được 10 người đầu tiên đã. 10 vị trí đầu chỉ là mũi, nhất định tỷ sẽ lấy được, hạ nổ nổ cực kỳ tự tin nói. Đỉnh tháp nhất định sẽ không dễ lên như vậy, chỉ là không biết bên trong có những thứ gì, Diệp Tố Tố cảm thấy rất hứng thú với những quyển thư tịch mà từ trình ngọc nhắc tới. Vì để xem được nhiều sách quý bên trong, ở cửa thứ ba sắp tới nàng phải nỗ lực hơn mới được